Chào mừng các em học sinh lớp 7 tham dự tiết học trực tuyến bộ môn ngữ văn khối 7 ngày hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm chung của văn bản biểu cảm. Phần 1 La Mã, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm của văn bản biểu cảm qua ví dụ sách giáo khoa trang 84-85. Các em mở sách giáo khoa ra trang 84-85 để cùng nhau tìm hiểu. Ví dụ số 1, văn bản tấm gương. Thầy đọc, các em dò theo. Tấm gương, tấm gương là người bạn chân thật suốt một đời mình, không bao giờ biết su nịnh ai, dù đó là kẻ vương giả, y quyền hay giàu sang hẩm tiếng. Dù gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó. Nếu ai có bộ mặt không được xinh đẹp thì gương không bao giờ nói dối định rằng là đẹp nếu ai có mặt nhọ gương nhắc nhở ngay nếu ai buồn phiền cao có thì gương cũng buồn phiền cao có theo như để an ủi sẽ chia cho người đỡ buồn phiền sầu khổ là người ai dám tự bảo mình là trong sáng suốt đời như tấm gương kia thiếu gì kẻ ác độc nịnh hót hớt lẻo dối trá có kẻ còn tham lam mà bảo trắng là đen gọi xấu là tốt đấy sao không một ai mà không soi gương từ già đến trẻ từ đàn ông đến đàn bà soi gương nhiều nhất có lẽ là các chị chúng ta những cô gái càng xinh đẹp thì càng thích soi gương không hiểu ông trạng nguyên mặt đỉnh chi có lúc nào soi gương để bù buồn, buồn phiền cho gương mặt xấu xí của mình để rồi làm ra bài phú hoa sen chiến ngọc nổi tiếng bao đời anh trương chi nữa anh ngồi trên con thiền lên lửng mặt sông có soi vào dòng nước để tuổi cho khuôn mặt mình nên đành gửi lòng vào tiếng hát cho say đắm lòng cô gái cấm cung và bao người khác nữa thành câu chuyện đau buồn có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương lương tâm sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bà, nó vẫn là người bạn trung thực, chân thành, thẳng thắn, không hề nói dối, cũng không bao giờ biết định hót hay độc ác với bất cứ ai, theo băng sơn trích u tôi. Rồi, các em vừa nghe xong văn bản tấm gương. Bây giờ chúng ta thử trả lời cho thầy câu hỏi. Bài văn tấm gương tác giả dùng để biểu đạt tình cảm gì? tức là tác giả muốn thể hiện cái tình cảm gì của mình qua cái văn bản tấm gương mà chúng ta vừa được nghe à ở đây chúng ta nhận ra ngay bài văn tấm gương tác giả đã ca ngợi cái phẩm chất trung thực của con người ca ngợi cái phẩm chất trung thực của rồi để biểu đạt tình cảm đó tác giả đã làm như thế nào ở đây các bạn thấy tác giả không nói trực tiếp tình cảm của mình đối với những con người trung thực mà tác giả lại chọn hình ảnh tấm gương, ví tấm gương như người bạn trung thực để ca ngợi, đây chính là một phép ẩn dụ, bởi vì gương và những con người trung thực có những nét tương đồng. Gương luôn phản chiếu những hình ảnh trước mặt nó một cách chân thật nhất, cũng giống như những con người trung thực những người luôn luôn tôn trọng sự thật, đứng về phe sự thật và luôn luôn nói sự thật. À, như vậy ở đây các bạn thấy văn bản này tác giả đã dùng cái cách biểu đạt tình cảm một cách trực tiếp hay gián tiếp về các bạn. À, tác giả không nói trực tiếp mà lại biểu đạt tình cảm một cách gián tiếp qua một hình ảnh ẩn dụ các bạn ha. Rồi, Bây giờ các bạn hãy cùng thầy xét bố cục của bài văn. Các bạn tìm thử xem bài văn này có đầy đủ bố cục 3 phần chưa và chúng ta hãy xét thử phần kết và phần mở có quan hệ gì với nhau. Ở đây chúng ta thấy bài văn Tấm gương có đầy đủ bố cục 3 phần: mở, thân và kết bài. Mở bài tức là đoạn đầu của văn bản Nội dung chính của phần mở bài chủ yếu dùng để giới thiệu phẩm chất trung thực của tấm gương. Đây được coi như là chủ đề của toàn bộ văn bản. Thầy giải thích thêm từ chủ đề. Chủ đề có nghĩa là vấn đề chủ yếu, nội dung chủ yếu, nội dung trọng tâm mà cả văn bản đang hưởng tới. Thân bài từ chỗ nếu ai cho đến lòng không hổ thẹn. Nội dung chủ yếu của thân bài là tác giả tập trung người ca tính trung thật của tấm gương. Phần kết bài tức là đoạn cuối của văn bản. Nội dung chủ yếu của phần kết bài là dùng để khẳng định phẩm chất trung thật qua hình ảnh tấm gương. Chúng ta đi đến cái ý thứ hai trong câu hỏi đó là phần kết bài và phần mở bài có mối quan hệ với nhau như thế nào? Đọc lại phần mở bài, tấm gương là người bạn chân thật suốt một đời mình không bao giờ biết xu nịnh ai, dù đó là kẻ vương giả y quyền hay giàu sang hãnh tiếng, dù gương có tan xương nát thịt thì vẫn cứ nguyên tấm lòng ngay thẳng trong sạch như từ lúc mẹ cha sinh ra nó. Phần kết bài, còn tấm gương bằng thủy tinh tráng bà nó vẫn là người bạn trung thực chân thành thẳng thắn không hề nói dối cũng không bao giờ biết định hó hay độc ác với bất cứ ai các bạn chú ý những cái từ ngữ thầy nhấn mạnh ở trong phần kết bài còn vẫn là không hề không bao giờ toàn là những từ ngữ từ còn dùng để liên kết với cái đoạn ở trước đó còn từ vẫn là và từ không hề không bao giờ dùng để khẳng định các bạn thấy không mở bài giới thiệu cái gì thì ở cái ở phần kết bài tác giả lại khẳng định một lần nữa cái đó ở phần kết của bài viết như vậy rõ ràng cái kiểu kết bài và mở bài có liên kết chặt chẽ với nhau như thế này ta gọi là kiểu bài hô ứng ta gọi là mở bài và kết bài nó có nó hô ứng với nhau có nghĩa là mở bài nêu điều gì thì kết bài khẳng định lại điều đó để tăng thêm cái tính thuyết phục tăng thêm cái tính chất chân lý tăng thêm cái tính chất xác thực cho văn bản thế phần thân bài bây giờ chúng ta khảo sát phần thân bài phần thân bài gồm có mấy đoạn mỗi đoạn nêu lên những ý gì có liên quan đến chủ đề chúng ta mở sách giáo khoa nè Chúng ta khảo sát đoạn 1 và đoạn 2 của phần thân bài Nếu ai có bộ mặt không xinh đẹp thì gương không bao giờ nói dối Nịnh sàng là xinh đẹp Nếu ai có mặt nhỏ gương nhắc nhở ngay Nếu ai buồn phiền câu có thì gương cũng buồn phiền câu có Theo như để ăn ủi sẽ chia cho người đỡ buồn phiền sầu khổ Các bạn thấy những cái từ ngữ thầy in đỏ Không bao giờ nói dối, nịnh sàng là xinh đẹp Như vậy, nội dung chính của đoạn này nói về Tấm gương luôn luôn trung thật, không giả dối, xu nịnh còn đoạn 2 là người em giác tự bảo mình là trong sáng suốt đời như tấm gương kia, thiếu gì kẻ độc ác, nịnh hó ớt lẻo dối trá, có kẻ còn than lam bảo trắng là đen, rồi xấu là tốt đấy sao. Đoạn này tác giả dùng để phê phán cái sự giả dối. Chúng ta tiếp tục đoạn 3. Không một ai là không soi gương, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà soi gương nhiều nhất là các chị của chúng ta, những cô gái càng xinh đẹp thì càng thích soi gương. À, như vậy nội dung chính của đoạn này nói về mọi người thích soi gương, mọi người tức là mọi người thích nhìn lại bản thân mình, tức là thích sự trung thật, thích tính trung thật Đoạn 4. Không hiểu ông Trạng Nguyên cho đến thành câu chuyện đau buồn. Chúng ta để ý những cái từ ngữ thầy in đỏ ông Trạng Nguyên mà Định Chi, anh Trương Chi à, Ở đây tác giả nêu dẫn chứng về vẻ đẹp phẩm chất của con người Nó hơn nhiều so với vẻ đẹp ở bên ngoài đoạn 5 Có một gương mặt đẹp so với gương quả là hạnh phúc Nhưng hạnh phúc càng trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp Tác giả khẳng định vẻ đẹp phẩm chất quan trọng không kém cái vẻ đẹp bên ngoài của con người Như vậy rõ ràng các bạn thấy điều gì? À, 4, 5 đoạn trong thân bài nó là sao? À, nó đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đều hướng vào cái chủ đề của văn bản được nêu ở phần mở bài đó là gì? Nói về cái đức tính trung thực. Như vậy rõ ràng cái những cái đoạn văn trong phần bài liên kết rất chặt chẽ với nhau và phục vụ tích cực làm sáng tỏ chủ đề của văn bản. Thầy có thể chốt lại nội dung của phần 1 như sau. À, ngợi ca tính trung thực mượn hình ảnh của tấm gương và đây là cách biểu cảm gián tiếp các bạn ha. À, tình cảm mà tác giả biểu lộ qua văn bản tấm gương đó là sự ngợi ca. Thì các bạn thấy sự ngợi ca là một trong những tình cảm trong sáng tích cực của con người. Văn bản biểu cảm chỉ chấp nhận những tình cảm trong sáng À, những tình cảm uh, tích cực của con người, các bạn lưu ý điều đó Còn những tình cảm quá tiêu cực, còn những tình cảm quá bi lụy Thì chúng ta cái không đưa vào trong phân biểu cảm các bạn ha à, Ví dụ như, thầy cho một vài ví dụ Ngoài sự người ca, chúng ta còn có tình yêu thương nè Có lòng thương cảm nè Và sự căm ghét xã hội xấu xa bị ổi à, Về bố cục, thì văn bản này có đầy đủ bố cục 3 phần mở bài, thân bài và kết bài Chúng ta đi qua ví dụ 2, đoạn trích những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế mãi không về? Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta dằn lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa. Mẹ xa con, mẹ có biết không? Chúng ta thấy văn bản này bộc lộ sự đau khổ của đứa con bị bắt nạt. Ta đang trông chờ người mẹ trở về chúng ta để ý những câu thầy in những cái từ ngữ những câu văn thầy gạch dưới à, và tình cảm này không giống như cách biểu đạt ở văn bản tấm gương có nghĩa là ở đây tác giả chọn cái cách biểu cảm trực tiếp của tình cảm tình cảm cảm xúc của mình bằng những cụ thể bằng những từ ngữ bằng những câu văn à, khổ thì than khổ con khổ quá mẹ ơi nhớ thì than nhớ À, mẹ xa con mẹ có biết không sao mẹ đi lâu thế mãi không về đây là cái cách bộc lộ tình cảm một cách trực cách trực tiếp thông qua những từ ngữ biểu cảm, những câu cảm thán và những câu hỏi tu từ. Như vậy, chốt lại, chúng ta có hai cách biểu đạt tình cảm cảm xúc với các bạn ha. Đó là biểu cảm gián tiếp qua một hình ảnh ẩn dụ. À cái thứ hai là chúng ta có thể biểu cảm trực tiếp qua những từ ngữ biểu cảm, những câu cảm thán, những câu hỏi tu từ vân vân. Như vậy chúng ta uh, chốt lại cái cách để chúng ta nhìn biết một văn bản là văn bản biểu cảm thì có những đặc điểm nào? Thứ nhất, văn bản đó dùng để bộc lộ những tình một tình cảm cảm xúc nào đó. Ha, à, đó là những tình cảm cảm xúc trong sáng ví dụ như tình yêu thương, lòng biết ơn, nỗi nhớ vân vân. À và văn bản biểu cảm có hai cái kiểu bộc lộ tình tình cảm. Ha, à, đó là bộc lộ một cách trực tiếp qua từ ngữ. Thứ hai là bộc lộ một cách gián tiếp qua những hình ảnh ẩn dụ à, hoặc là những hình ảnh hoán dụ chẳng hạn. Về bố cục thì một văn bản biểu cảm vẫn chấp vẫn đáp ứng đầy đủ bố cục 3 phần mở thân và kết. Rồi. Bây giờ thầy sẽ cho một phần bài tập nhanh. Các bạn hãy nhận biết cho thầy đâu là đoạn văn miêu tả, đâu là đoạn văn biểu cảm trong ví dụ sau đây. Đoạn văn thứ nhất, khi mai trút những chiếc lá già cỗi cuối đông, nhường cho chồi non và hoa vàng nở đầu xuân, mai vẫn giữ được nhựa sống sâu kín trong thân, tạo sức sống mãnh liệt đến khi hoa nở. Cây mai sống qua bao năm tháng với thời tiết khắc nghiệt vẫn âm thầm chịu đựng, dẻo dai, xuân về dâng cho đời bông hoa xinh đẹp. Hình ảnh đó xứng đáng là đức nhẫn nại và sự hy sinh cao cả của con người Việt Nam. Các bạn thấy, đây là... Đoạn văn miêu tả hay biểu cảm? Đây chắc chắn là đoạn văn biểu cảm rồi. Bởi vì những từ ngữ biểu cảm à, nó thể hiện một cách rõ ràng à. chỗ nào à. âm thầm chịu đựng dẻo dai dâng cho đời à, rồi à, đức nhẫn nại và sự hy sinh cao cả của con người việt nam đó là những ý biểu cảm đó các bạn à, còn đây trước tết mai được ngắt trùi lá khi đó mai lỏng chỏng những cành nhánh trong trơ trụi khẳng khiu chỉ ít ngày sau những nụ mai đã người xanh bằng ngọc bích nó trổ từng chùm thưa thớt to dần và bắt đầu phô vàng đó đây những nụ hoa há miệng cười đời giao thừa mới chịu buông nở thế nhưng chỉ mấy ngày sau cả cây phủ một vàng ống ả khi nở năm cánh hoa xè ra mịn màng như lụa ánh ngời sắc vàng mượt mà một mùi hương dịu tỏa ra phản phất khắp sân giữa màu vàng của hoa đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu phớt hồng rồi những lá non vương nhanh xanh nõn nà đây chắc chắn là đoạn văn miêu tả rồi các bạn vậy các bạn thấy mục đích của hai đoạn văn này hoàn toàn khác nhau ở đoạn văn trước mục đích là tác giả dùng miêu tả để bộc lộ cái cảm xúc của mình đối với cây mai à, bộc lộ cái sự nhận biết của mình đối với cây mai đã cảm bộc lộ sự cảm thụ của mình đối với cây mai còn ở đây đoạn văn miêu tả chủ yếu tác giả đã vẽ nên hình ảnh cây mai trước mặt người đọc bằng những cái ngôn từ chúng ta phân biệt ha chúng ta đi qua phần luyện tập sách giáo khoa trang 17 văn bản khoa học trò theo xuân diệu chúng ta chúng ta lần lượt trả lời những câu hỏi sách giáo khoa câu a chúng ta thấy văn bản học trò thể hiện tình cảm gì đó là thể hiện nỗi buồn nỗi nhớ khi phải xa trường lớp bạn bè vào kỳ nghỉ hè ha. và tác giả đã thể hiện cái nỗi buồn nỗi nhớ đó thông qua việc nói về hình ảnh hoa phượng tại sao lại chọn hình ảnh hoa phượng bởi vì hoa phượng thường được trồng trong sân trường à, phượng chứng kiến tất cả những niềm vui nỗi buồn của người học sinh phượng gắn liền với cuộc đời người học sinh à, nên có lẽ chính vì thế hoa phượng còn được gọi bằng cái tên thân mật hoa học trò tiếp theo chúng ta tìm hiểu về mạch ý của bài văn hoa học trò ở đoạn 1, chúng ta thấy tác giả chủ yếu khơi dậy bao nỗi niềm chia xa trong lòng người từ hoa phượng. Đoạn 2, phượng cô đơn trơ trọi một mình để sân trường vắng lặng khi học sinh về cả rồi. Đoạn 3, phượng buồn tuổi pha lẫn giỏi hờn. Các bạn thấy À, ba đoạn văn nhưng đoạn nào cũng tập trung nói về hoa phượng, đoạn nào cũng tập trung nói về cái sự chia xa, nói về nỗi buồn và sự cô đơn của hoa phượng như vậy có thể nói là mạch ý trong văn bản này liên kết rất chặt chẽ với nhau tác giả như vậy, văn bản này biểu cảm trực tiếp hay gián tiếp? Xin thưa, văn bản này biểu cảm cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đầu tiên là trực tiếp qua những từ ngữ, qua những câu văn. Chúng ta có thể nhìn thấy uh, những từ ngữ, những câu văn rõ ràng ở trong văn bản này. Đây, à, chỉ thấy xa trường rời bạn buồn siết bao. Yeah. rồi gì nữa phường xuôi ta nhớ cái gì đâu nhớ người sắp xa còn đứng trước mặt nhớ một bãi mớ <laughs> nhớ một trưa hè gà gáy gan nhớ một thành xưa son ế ải yeah. rồi gì nữa <laughs> hoa phượng rơi hoa phượng khóc yeah. rồi gì nữa hoa phượng đẹp với ai khi học sinh đã về cả rồi các bạn thấy đó là cách biểu cảm trực tiếp à, ngoài ra tác giả chọn toàn bài là tác giả chọn cách trình bày gián tiếp thông qua hình ảnh hoa phượng một hình ảnh hoáng dụ bởi vì hoa phượng gắn bó với người học sinh à, bài tập về nhà cho các em đó là các em viết một đoạn văn biểu cảm ngắn về hoa sen ở đây thầy có hướng dẫn các bạn nói về hoa sen chúng ta có thể nói về màu sắc phẩm chất hương thơm và ý nghĩa của hoa sen đây là phần ghi bản các bạn ha cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào tạm biệt các bạn chúc các bạn chăm quan học giỏi